Ok, hello xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại với channel của mình. Mình là Tài Minecraft. Thì hôm nay mình sẽ làm video Minecraft sụp đổ tập thứ 5 nha mọi người. Và tập trước á là mình đã nói với mọi người á là mình tập này mình sẽ xuống dưới địa ngục đúng không? Và hôm nay mình và Zombie sẽ chuẩn bị đồ trước khi xuống địa ngục, chuẩn bị đồ ăn và chuẩn bị một số thứ để xuống trước khi xuống địa ngục nha anh em. Và mình sẽ trổ tài tiên tri để và để xem coi toàn đáng bên nào có lâu đài thì bên đó thật sự có lâu đài hay không ha. Ok, không lòng vòng nữa. Nếu như video này đạt được 1500 view, 200 like thì tập sau mình sẽ bắt đầu đi chuẩn bị đồ để đánh đầu luôn nha anh em. Ok, chúng ta bắt đầu video nào. Rồi ok. Và bây giờ là mình với lại Zombie chuẩn bị một ít đồ ăn cái đã anh em. Mình chuẩn bị đồ ăn thì mình mới xuống dưới mới ổn thỏa được. À, nhà mình có trồng lúa cho nên là mình sẽ có rất là khá là nhiều bánh mì, tổng tới 43 ổ. Và mình nghĩ là đồ ăn để mình đã chuẩn bị xong thì mình sẽ tiến hành xuống địa ngục luôn ha. Một pha chuẩn bị rất nhanh từ vị trí của bạn MC và Zombie Gaming. Let's go bạn đi bạn. Anh em mình chuẩn bị từ trước rồi anh em ạ. À. Đó, hôm bữa mình kết thúc video á nha anh em, mình vẫn chưa xuống địa ngục nha. Cho đến ngày hôm nay mình sẽ là Zombie xuống nha. Xuống hồi nào cha tao mà còn chưa được thành tựu nữa mà. Quá từ nghèo. Giờ bạn đoán thử đi. Bây giờ mình đi vô á là mình có gặp lâu đài luôn không? Ok, giờ xuống để rồi, giờ xuống rồi bạn, để xem coi bạn đã đúng hay sai ha. Chúng ta tiến sâu hơn. Coi chừng nha bạn. Coi chừng bạn tới địa ngục 2 thiệt các bạn. Ôi, địa ngục 2 thiệt mày ơi. Cái cổng nằm đẹp quá mày ơi. Ok bạn, ok bạn. Rồi cổng mình ở đây đúng không? Cái cổng mình ngay đây. Bây giờ bạn xem tôi nè, tổ tài tiên tri cho bạn xem nè. Với cái biome và cái địa hình như thế này á thì rất là khó tìm được lâu đài. Nhưng mà theo cái suy nghĩ của tôi nha, hướng bên này có lâu đài. Ai là bé? Đi nè nhóc, đây nè, chắc chắn với mày luôn. Đi đi. Rồi mày sẽ thấy toàn MC tiên tri. Quên cái quan trọng này luôn á. Tự nhiên cái đặt vậy chạy. Đặt vậy hồi tao tưởng là chạy hướng đó về nhà nữa. Đường gì đâu thấy ghét quá. Đây, tôi xoay qua cho. Rồi ở đây hình như là úi, cái này khá là xui luôn ba. Nhưng mà lúc mà tính ra mình vừa mới xuống á là mình đứng ngay ba cái biome của địa ngục luôn, là rừng đỏ, linh hồn và netherrack bình thường. Bên kia là đá nứt luôn. Vậy tổng cộng là 4 biome luôn rồi các bạn. Mới vô mình được 4 biome rồi đó. Thay vì là mình đi kiếm luôn, mình còn cái rừng xanh đó thôi bạn à. Xuống các bạn. Mới vô cái vị trí này nó thuận lợi ở chỗ đó thôi chứ nó không có thuận lợi gì hơn trơn. Á đù. Quang. Ôi quang không đùa được quá. Ôi 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 ôi. Ôi ôi toàn mười xê tiên chi anh em ơi. Mày không đùa được, không đùa được. Mình mới nhận thành tựu rồi, mới xuống địa ngục nha anh em. Trời ơi. Oh, oh my god, hát thiệt rồi, à, lần đầu tiên chiên nó đúng luôn, chạy thiệt luôn. Em ơi, không đuổi được, không đuổi với toàn MC được đâu. Đâu khoan, bạn vô đâu rồi? Trời, bạn hướng bên khác tôi rồi, tôi bên này rồi, tôi đang ở trên. Thở đù, ba anh da đen luôn, SOS, bên tao ba anh da đen luôn à. Rồi làm máy farm da đen. Cay, cái da đen này cay rồi anh em ơi. Kè kè kè, ơi mình tưởng được cái đầu luôn chứ. Tôi lấy thạch anh nữa bạn, quên nữa. Lấy thạch anh để làm khối theo dõi nữa bạn. Còn làm một số mấy cái máy đá đỏ farm tự động nữa. Tập này mới xuống địa ngục thì tụi mình thấy mọi thứ rất là suôn sẻ luôn anh em. Hy vọng là về sau mình sẽ suôn sẻ hơn như vậy nữa. Ok, có búa địa ngục rồi nha. Ok, vừa xương đen vừa que quỷ lửa thì nó thiêu tới 2 lần. Phải giữ khoảng cách cái đã. 1 và 2, chữa cháy liền. À đù, ba anh da đen, sao spawn nhiều thế? À tận 4 anh lận. Tôi 4 da đen ăn hiếp tôi rồi bạn. Cái này căng hẳn quá. Đây đây đây. À đù. Ba, không đùa được, không đùa được. Một cái đầu nè. Rồi rồi rồi, tập này mua trang độ toàn MC rồi, độ rồi, độ rồi. Tập này ba cái đầu nổi không? Ơi, ơi. 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 Ô lô, quá, toàn MC con hắt đó quá, toàn MC chơi đẹp. Trời, con heo này đứng gần quá, quét cạnh mình sẽ cạo đầu của luôn á anh em. Mình có thể nào mình đi ra được không? Ừ. Cảm ơn. Công nhận mình nghe âm thanh rõ thiệt á anh em. Mình nghe tiếng thủ nó. Anh em xã hội đông quá, nó cứ bu bu vô ba. Tao sợ tao lỡ chém luôn á ba. Hai yên ngựa vàng, mấy cái yên ngựa vàng thì mình sẽ vứt hết. Mình lấy sắt với lại kim cương thôi. Mới vừa quẹo qua thêm một anh da đen nữa rồi. Xin nha. Xin cái đầu của anh da đen nha. Ở đù anh trai quỷ lửa. Ủa mấy anh em sạch. Ôi ôi
Ôi ơi, tha em anh ơi. Ôi trời ơi, ở đó anh em xã hội nó đông quá, tôi quýnh không được. Mà nó spawn quái công nhận ác thiệt anh em. Thời luôn anh em. Pha hồi nãy mình chạy không kịp là mình bán mạng ở đó rồi. Mình mà chém một cái thôi á, pha hồi nãy mà mình không nhịn đó nha, mình không nhịn là mình còn chết nặng hơn ở đó nữa. Hên quá anh em. Bởi vậy chúng ta chơi game hay cho dù ngoài đời hay trong game cũng vậy, mình phải cố gắng, mình phải nhẫn nhịn anh em à. Yếu thì phải nhẫn nhịn anh em. Lúc mình mạnh mình không sợ ai cả anh em. Ghét phải mình cầm kiếm quái cảnh nó có đứng gần mình thôi đó anh em. Anh em có cho mình lời khuyên mình có nên chém mấy bà đúng không anh em? Bạn trên này, bạn trên này nè. Có chừng nghe ăn uống rồi đồ các kiểu ở đây, cứ còn con quỷ lửa ở đây á. Ok, xuống luôn bạn ơi, xuống luôn bạn ơi. Bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Cái chỗ này spawn quái đúng mạnh luôn các bạn. Tính ra chỗ này nó không có cái gì ok cho lắm, nhưng mà mình thấy cái lúc cái khúc mà nó spawn quái đó anh em, nó spawn đúng mạnh luôn, cho nên là chỗ này mình làm mấy farm rất là ok anh em à. Full đồ rồi, lát tiên tri, nhưng mà tôi chưa full bạn. Tôi cảm thấy nó rất là ít. Tôi muốn nó nhiều hơn. Nếu mà zombie muốn như vậy thì thôi mình và zombie sẽ về cất đồ, và sau khi về cất đồ xong thì tụi mình sẽ quay trở lại đây nha anh em. Ok anh em. Giờ thì mình đã về tới nhà, và như vậy mình sẽ cất những cái chiến lợi phẩm chúng ta vừa mới xuống địa ngục, lấy được những gì. Địa ngục có cất ở đây nha bạn, đồ địa ngục thì mình cất ở đây nha zombie gaming. Rồi. Mình với lại zombie đã cất đồ xong rồi anh em. Bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu xuống dưới địa ngục. Tụi mình sẽ kiếm thêm cái heo chiến nữa nha anh em. Tao mang một người mang là được rồi cha, nó sao đâu. Đi đọc địa chỉ qua thôi. Coi chừng nha, gas bắn nè. Ra liền nè. Bên kia có ra nước luôn bạn. Mình chạy qua nó mình lượm tiến trình các bạn ơi. Ơi để tôi chặn cái lava này lại. Coi chừng té nè. Trời đất ơi là trời, sao địa ngục mình nó gian nan mà nó nguy hiểm quá này nè. Lấy nấm nâu mà nấm đỏ nha bạn, mình còn làm thuốc nữa. Ok, mình đã chạm chân vào đá nứt. Mình đã chạm chân vào đá nứt rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi được 1 trên 4. Ê, đúng rồi, 4 trên 5. Mình đi được 4 trên 5 cái biome của địa ngục. Và chúng ta chỉ còn rừng xanh nữa là chúng ta đã hoàn thành rồi. Rồi bạn đặt cầu thang xuống đi, đặt cầu thang lên đi bạn. Đặt cái lóc hình cầu thang đi. Ok, thank you bạn. Giờ thì mình đi xuống. Đây có cái lâu đài nè bạn, chắc là lâu đài cũ của mình ở trên á. Rồi bạn, tôi nghĩ là mình lên trên kia lại mình sẽ tìm dễ hơn bạn. Tại tôi có linh cảm trên kia nó mình sẽ gặp được cái heo chiến ở cái rừng xanh cao hơn. Đây nè, đây nè. Ôi giữa trời ơi. Bùm. Ôi thiệt luôn. Ôi trời. Anh đâu man. Em chết rồi. Không sao ba, tao thoát thế giới kịp ba. Bởi vì mỗi lần mà mình thoát thế giới là mình sẽ được bất tử 3 giây. Để xem bao giờ là mình có chết hay không. Chắc chắn là không. À bây giờ mình vô game lại nè anh em ơi. Mình cá anh em được mấy giây để mình sống. Đấy, mình đã hết bị cái thiêu đốt. Bây giờ mình có thể chạy. What? Sao mà ăn được bài mới thế? Hả mày? Hơi nóng rồi hả? Ok, giờ đang uy tín chưa? Đúng căng luôn đó ba, nãy nó còn nửa tim mà tao chết cháy thác, tao vô lại cái tao bất tử rồi. Mẹo đó ba, mẹo đó. Gách kiểu đùa nhau à, gách cay. Và nãy cũng ngàn cân treo sợi tóc thì chúng ta được 2 pha rồi đó anh em. Trong một video 2 pha ngàn cân treo sợi tóc. Mình cứ tưởng là mình chết không có chứ. Mất 37 cấp rất là uổng luôn. Coi chừng té nha bạn. Đây rồi. Nếu mà quay lại được chỗ này thì ok luôn bạn ơi. Tôi biết chỗ nào có heo chiến luôn nè. Sức mạnh tiên tri tôi bắt đầu nó bộc phá rồi. Mình nè đường đỏ mà đi thẳng qua đường đỏ là ok luôn nè. Ôi đồ heo bự bạn ơi, coi chừng bạn ơi. Bạn ơi heo bự sau lưng bạn kìa bạn ơi. Mày sao? Ôi. Bạn zombie ơi, cứu bạn zombie ơi. Hay quá bạn ơi, thank you bạn. Hay. Tự nhiên cái con heo con kia nó ngồi lên cái con heo nhỏ. Hay, tụi này thông minh quá anh em ơi. Mình nghĩ là mình là zombie sẽ chơi lớn thử, mình với hai zombie đập thử thẳng qua bên kia coi có gì không nha anh em. Chỗ này là tàn anh em đều rất bình thường không ta ơi. Hầu kia. Đã. Oh, wow. Oh, bạn ơi.
Bạn ơi, đúng là ấy bạn, bữa nay bạn ơi có khả quan thiệt rồi bạn ơi, nhưng mà nó nguy hiểm đó bạn ơi. Tôi với bạn chơi ba trò đoán đoán mò, đoán mò tiếp rồi bạn ơi, đập và đoán rồi bạn. Má sợ ba, tao nghe tiếng tao sợ lắm ba. Đây này là bạn, bên này là bạn. Từ lúc mà anh em mình lại chơi ba trò này nữa rồi, trên đầu mình nó đang trên đầu mình đó bạn, coi chừng nha. Bạn đầu sai cái nó rớt xuống là ôi nội mẹ ơi, trên đầu mình đó tao đang nghe tiếng hơi bị gõ luôn á, farm luôn đi bạn. Ok, farm tiếp luôn rồi, farm luôn. Được, đập đất là được rồi. Đó, nó bị kẹt vĩnh viễn rồi. Ấy. Từ 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 khoan 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 khoan. Để tao ăn một con, để tao ăn một con cái. Man. Ok. Rồi. Giết quái ác á mà, hành tụ quái ác á mà. Còn nha, mình farm được 4 con đúng không? Trong lâu đài có ít nhất là 10 con trở lên lận. Coi chừng á, ở đây có heo chiến đó nha. Bình tĩnh nha. Cái con heo này mình giết rồi nó chết luôn á, nó không spawn được đâu nên mày cứ yên tâm. Đây, ở đây có lóc vàng. Mấy cái chỗ mà lóc nào mà có cái mày có cái lóc nào mà mặt của con heo đập ra là nó có vàng ở trong đó. Nó rớt xuống á, thà mình cong từ trên xuống thì nó còn dễ hơn mình đi từ dưới lên. Trời ơi, tao nghe tiếng gầm của con đó rồi, vẫn còn mày ơi, trên đầu mày ơi. Tao nghe tiếng đó rồi. Đây, tụi nó các bạn, bắn cung vô đi bạn, bắn cung vô nó đi bạn, bắn cung một con thôi được rồi. Rồi. Một con heo chiến ở dưới rồi, một con heo chiến ở dưới rồi. Xuống đây coi. Có vàng không? Có vàng. Có dùng lava nha. Nè, vàng nè. Mày lòi ra liền. Đúng trâu luôn á ba. Hay, đã 500 luôn. Tuyệt vời. Ok mọi người ơi, video mình sẽ kết thúc ở đây và tụi mình sẽ tạm dừng ngay tại đây nha, và tập sau chúng ta sẽ bắt đầu đi tiếp. Mình sẽ khám phá cái heo chiến này coi nó còn đồ gì nữa không, và tụi mình sẽ cố gắng tìm được một viên Netherite trong này nha. Ok, xin chào hẹn gặp lại mọi người ở trong video lần sau. Nhớ giúp mình đạt được 1.500 view, 200 like nha. Ok, bye bye. Minecraft game khám phá hay game kinh dị? Thua.